Rồi Ngọt chào tất cả anh chị nha. Ngày hôm nay Ngọt rất là vui luôn anh chị, là một ngày đặc biệt đối với em. Thì trong thời gian qua em cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube của em. Nhờ như vậy á mà ngày hôm nay á, cái kênh của Ngọt đã đạt được tới mốc là 60.000 người theo dõi. Thì để đáp lại cái tấm chân tình đó của anh chị thì ngày hôm nay Ngọt sẽ lên sóng tiếp cho anh chị một con rim Thái tem lửa, số máy là 82 đầu nha anh chị. Đó, thì ngày hôm nay Ngọt đáp lại tấm chân tình đó, Ngọt sẽ bán cho anh chị cái xe này với giá rất rất là tốt luôn anh chị, giá rất là dễ mua, nói chung giá hợp túi tiền lắm nha anh chị nha. Cái chất xe ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị là chất xe khá, xe rất là đẹp anh chị, sơn zin, tem zin, mình sườn zin, máy móc là nguyên zin ha anh chị ha, đầu nồi chưa rớt ha, đó nước sơn nè anh chị nhìn nè, quá đẹp luôn anh chị đó. Thì anh chị nào mà thường xuyên coi cái kênh YouTube của em á thì sẽ biết cách đây 2 hôm Ngọt có đăng lên một cái chiếc Full Chanel màu trắng, Full Chanel FI màu trắng đó. Thì tại sao ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị cái giá tốt? Thứ nhất là để đáp lại cái tấm chân tình của anh chị dành cho em. Cái thứ hai á là cái xe này nè anh chị nhìn biển số nha, 61 Bình Dương ha. Đó là xe này với cái xe Full Chanel màu trắng là cùng một chủ xe luôn nha anh chị nha. Nói chung á là khi mà em vô mua anh chị là em mua một lần là 4 chiếc anh chị, chứ không phải em mua một chiếc thì mấy chiếc kia nó đã bay hết rồi, em đã bán hết rồi ha. Thì từ từ mình lên clip từ từ đó. Thì mua một lần 4 chiếc thì giá rất là tốt nha anh chị. Thí dụ là mình mua một chiếc đi, nói xin lỗi chứ mình mua một chiếc mình không thể ép giá người ta được anh chị, nhưng mà mình mua 4 chiếc một lần đó, cho nên Ngọt mua được cái giá tốt là Ngọt sẽ bán giá tốt cho anh chị ha. Rồi thì ngày hôm nay Ngọt bán xe này cho anh chị á là rim Thái 82 đầu, tức nghĩa là đời 201 anh chị, gọi là đời gần chót luôn rồi anh chị đó. Đời này xài bô M2 ha. Ngọt quay tổng thể một vòng xong nha, mình sẽ bắt đầu đi vô chi tiết từng phần ha. Riêng con xe này có 3 món là đẹp xuất sắc luôn anh chị, tại vì 3 món này là chủ xe người ta mua từ đầu á là người ta ít khi nào người ta gắn lắm anh chị, gần như là không có gắn luôn. Cái thứ nhất là cái bẩn đây, bẩn bẩn zin theo xe anh chị thấy đẹp không đó, ra nắng nè, hiện tại là nắng anh chị ha, đó chiếu vô mà nó lên cái màu hột gà nè, đó anh chị thấy không, rất là đẹp đó, bẩn nè, gần như là không có một cái vết nứt vết bể gì luôn anh chị, đó rất là đẹp anh chị đó. Cái thứ hai là cái rổ này gần như là đẹp ngang ngửa cái rổ tồn kho luôn anh chị, chủ xe người ta không gắn anh chị đó, rổ đẹp lắm nha anh chị ha. Đó cái thứ ba là cặp kiến chiếu hậu zin theo xe AB nè anh chị đó, mà tính tới thời điểm này bây giờ kiếm những cái cặp kiến nè, kiến zin theo xe nè anh chị đó, kiếm những cặp kiến nè mà ít chày như vậy nè rất là khó anh chị ha. Cái cặp kiến này là chủ xe người ta cất, người ta không gắn luôn anh chị đó, cất trong tủ nè đó, khi mà Ngọt mua người ta mới lôi ra người ta đưa cho Ngọt nè đó, kiến zin theo xe nè anh chị đó, cái nước si nè, cái chân si của nó nè anh chị thấy không, nó còn đen mung luôn đó, rất là đẹp ha. Đó trên cái xe này giá trị nhất là 3 món đó. Rồi tới phần nước sơn, nước sơn là đẹp xuất sắc luôn anh chị đó, sơn zin tem zin ha, tem zin còn quá đẹp luôn anh chị đó. Chủ xe này với chủ xe Full Chanel màu trắng là một xe nha anh chị nha, là một chủ chứ đó, người ta kỹ lắm anh chị ơi, phải nói ông này ông cực kỳ kỹ luôn đó đó, nước sơn anh chị. Rồi bây giờ Ngọt sẽ bắt đầu đi vô chi tiết từng phần nha. Anh chị nhớ đón chờ hết cuối cái clip nha. Ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị cái xe này với giá rất là dễ mua ha, coi như là giá tri ân khách hàng ha anh chị ha. Rồi ok, bây giờ Ngọt sẽ mở bẩn ra xong bắt đầu mình sẽ đi vô chi tiết từng phần ha. Sau khi mà Ngọt gỡ cái bẩn ra rồi, Ngọt sẽ cho anh chị coi cái xe này nó đẹp từ bên trong cây sườn, nó đẹp ra tới bên ngoài luôn. Mình vẫn nhắc lại nha, chủ xe là một người cực kỳ kỹ tính, già lớn tuổi rồi. Anh chị nhìn những cái chi tiết này nè, đó bọc inox ha, cần thắng người ta cũng bọc luôn anh chị, ở dưới đây luôn à. Đó là đủ biết xe của những ông già đi rồi, người ta kỹ lắm anh chị. Cái xe này là hiện tại là đang dán keo nguyên con luôn nha, cái keo này là keo mới dán hồi Tết ha anh chị ha. Để Ngọt cho anh chị coi nè, là Ngọt bóc ra sẵn miếng ở đây nè, đó keo này keo mới dán hồi Tết nha. Chú nói là mỗi năm chú dán keo một lần, cứ tới Tết là chú tháo ra chú dán keo mới. Nói chung là xe này dán keo hồi tháng 2 anh chị, tính tới thời điểm này hình như là tháng mới có tháng 3 anh chị đó, cho nên mới được tháng mấy 2 tháng gì rồi anh chị, về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi, tới Tết năm sau thì anh chị không thích anh chị bóc ra anh chị dán keo mới ha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ vô chi tiết từng phần nè. Đồng hồ zin theo xe quá đẹp luôn, mặt si anh chị đó, mặt si nè, nó còn cái nước si luôn ha, cùm công tắc zin hai bên nè cũng dán keo luôn, kỹ ghê không, nghe tấp 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 đã tay ha anh chị ha, đó quá đã luôn.
bên đây cầm zin HLB nè. Đó, nút nào ra nút đó ha. Tấp 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 tấp. Trời ơi. Và điều đặc biệt xe này vẫn còn hai chìa khóa zin theo xe luôn nha anh chị nha. Đó, hai chìa khóa zin theo xe, tem gáy gỗ thẳng băng luôn. Rồi, lia cái máy từ từ cho anh chị coi nè. Đó. Đẹp ghê không? Pha đèn đèn đuốc trong veo hết. Đó, mặt si nè anh chị. Nước si nè mà. Đó, thấy là Ngọt đang quay phim trong đó luôn á. Rồi, xuống dưới đây. Quá đẹp luôn xe. Nói chung là với cái tầm giá mà ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị á, nó chỉ nằm ở mức giá tầm trung thôi anh chị, nhưng mà cái chất xe ngày hôm nay á, Ngọt bán cho anh chị á, là xe chất xe khá đủ để anh em mình chơi sưu tầm luôn rồi ha. Cầm nè, sáng trưng cầm đùm nước sơn zin quá đẹp luôn. Ốc tán nè, trên xe này mình thích nhất dàn đầu si dàn ốc nha anh chị nha. Nước si phải nói là cực đẹp luôn xe này. Dàn đầu si nè, người ta kỹ lắm. Hồi xưa là người ta có bấm cái ổ khóa ngay đây nè anh chị, cho nên nó bị chày cái phụt ngay đây ha. Đó anh chị thấy không, cốt cốt chấm bi nè. Đó, cái đời này là đời 201 nha. Lát hồi Ngọt sẽ có những cái chi tiết nó khác những cái đời thấp, lát hồi Ngọt sẽ vô Ngọt nói cho anh chị ha. Trước mắt nè, như cái cốt nè, đời này là cốt chấm bi ha anh chị. Đó, ốc số 10 nè, có dòng chỉ nè đây. Đó, đẹp không? Rồi, ok, quýnh xuống dưới đây cho anh chị coi nè. Cái xe này nó đẹp từ trong cây sườn đẹp ra luôn nè. Đó, sườn này tem chỉ S còn luôn nè. Trời ơi, cây sườn. À, cái sườn phải nói là quá đẹp luôn anh chị. Xe này, cái sườn này, đây có đóng cái đắp sườn luôn nè anh chị thấy không, A01 nè, đời 201 nè. Đó, lia cái máy từ từ cho anh chị coi ha. Đó anh chị nhìn, ở trong đây mà còn sậm màu luôn anh chị. Cái sườn nè, sườn nước sơn mà nó còn nâu, mà nó nâu đậm luôn anh chị ha. Đó rồi, ok, bây giờ quay phần tiếp theo là ba nắp lốc nước sơn zin cực kỳ đẹp luôn anh chị. Cái ăn tiền của cái xe này là lốc nước sơn zin không bị nổ sơn nha anh chị nhìn ha. Trời ơi, có khác gì những cái xe 100 mấy 200 triệu Ngọt bán đâu. Cái lốc này bên đây nè, đây cho anh chị coi nè, nước sơn zin không dặm tuốt nha anh chị nha. Trời ơi, đẹp không, quá đẹp luôn anh chị. Đó, bình xăng con nè, quay cho anh chị coi bình xăng con nè, ra nắng nó xanh rì luôn đó. Và đặc biệt quay cục máy cho anh chị coi nha, cục máy cực kỳ đẹp luôn anh chị. Đó, máy móc là nguyên zin ha, đầu nồi chưa rớt anh chị ha. Cái đời này là 82 đầu là xài ron xanh ha anh chị ha. Anh chị nhớ giùm em nè, tất cả cái xe mà 82 đầu là đời 201 đều xài ron xanh, và chỉ có cái ron mà ngay cánh bướm của nó là màu đen thôi nha anh chị nha. Đó, đúng đời này, đúng nhà máy sản xuất ra là nó phải như vậy ha. Đó, ở đây sẵn có xe mình chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm cho anh chị. Đó, ở T nè. Rồi, ok, quay qua tới đây cho anh chị coi nè. Biết thêm một cái nữa nè, để cho anh chị có kinh nghiệm biết thêm một cái nữa nè. Đây, anh chị nhìn nè, cái con ốc kẹp lồng á anh chị. Đó, anh chị thấy con ốc kẹp lồng không? Cái đời mà 2000, cuối 2000 qua 2001 là bắt đầu nó xài ốc kẹp lồng tròn rồi nha. Nó giống như những cái chiếc Supreme mà đời 2000 hay 2001 mà cái tem tem hồng anh chị. Đó, Supreme tem hồng á. Đó, là đều xài ốc kẹp lồng tròn như vậy ha. Đó, anh chị nhìn nè, cam còn chưa thay luôn anh chị. Cục máy quá đẹp luôn, nó trắng mà nó trắng móc lên á. Cái kiểu như là nó trắng mà kiểu như nó móc móc, mà do mà người ta đậu một chỗ anh chị, người ta không đi á, nó bị móc lên á. Đó, chứng tỏ là một cái xe người ta ít đi anh chị ha. Rồi, ok, giờ quay phần tiếp theo phía đây nè. Đây, cho anh chị coi cái bộ OM2 đẹp như cây kiếm luôn. Nước xi nè, anh chị nhìn nước xi bóng lưỡng luôn đó anh chị thấy không. Tem gấp Made in Thái Lan ở đây còn luôn nè anh chị thấy không. Ổng kỹ tới nỗi mà ở trong đây nè, trong cái gấp nè, chứ trong cái sườn nè, ổng có quét chống xét luôn anh chị. Đó, người ta kỹ lắm anh chị. Ốc tán trên xe này nè còn 7 màu luôn nè. Đó, chân phụt bông keo nè, nước xi phụt nè, là thấy cái ngón tay Ngọt đang quay phim ở trong đó luôn nè. Mình sườn zin bấm điện nè anh chị. Đó rồi, ok, bây giờ Ngọt sẽ mở cái yên lên, Ngọt quay dưới yên cho anh chị coi ha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ mở yên lên, Ngọt cho anh chị coi ha. Cái đời này là 201 là xài yên nhựa rồi nha. 2000, 201, 202 là xài yên nhựa anh chị ha. Đó, anh chị thấy không, 201 nè. Đó, cái da yên này thì có bọc lại rồi ha. Mút này thì mút zin. Đó, anh chị nè, nhìn nè. Bây giờ Ngọt liên cái máy từ từ cho anh chị coi nè. Những cái khúc ở dưới đây mới là khúc ăn tiền nè. Nước sơn nè. Đó, anh chị thấy không, kỹ không? Ồ, nước sơn. Cái xe mà Ngọt bán cho anh chị á, mà chỉ ở mức giá tầm trung thôi anh chị, mà nước sơn nè, sơn si của nó nè, cản nè. Ôi ôi, đẹp ghê không?
Đó, ở trong đây mà ổng còn quét chống xét nè. Đó, ổng sợ cái cản xét kìa. Đó, thấy sơ chống xét nằm đây nè. Đó. Anh chị thấy người ta kỹ ghê không? Đó. Đây nè, ốc số 10 nè. Đẹp ghê anh chị. Rồi, ok. Giờ Ngọt đóng yên lại ha. Đóng yên lại, Ngọt quay phần tiếp theo phía bên kia cho anh chị coi ha. Rồi, bây giờ quay phần tiếp theo phía bên đây ha. Đây. Dây điện sườn nè anh chị. Còn cái tem luôn nè. Đó. Bình xăng con nè. Bây giờ nắng nó chiếu vô nè. Đó, anh chị thấy không? Nó lên màu mỡ gà luôn nè. Rồi, lốc bên đây nè. Trời ơi, nước sơn zin nè. Nhìn cặp lốc là thôi là thấy là rất tiền anh chị. Quá đẹp luôn rồi. Lốc khác cái gì những cái xe mà 100 mấy 200 triệu Ngọt bán đâu anh chị. Đó, tem nè. Quá đẹp luôn, không rách không lỗi luôn. Sườn zin bấm điện nè. Trời ơi, nước si nè. Đó, cặp te thẳng băng luôn ha. Ốc tán nè. Xanh rì 7 màu luôn nè. Rồi, ok ha. Bây giờ Ngọt sẽ vô cái phần Ngọt nổ máy ha, cho anh chị nghe tiếng máy ha. Rồi bây giờ em sẽ vô em nổ máy ha. Cái xe này á, cục máy là siêu chất luôn. Anh chị leo lên chạy là chỉ có rớt tiền thôi. Nhấn đề một cái là nổ. Nhấn cái là nổ. Đó. Máy em ru luôn anh chị. Đứng đây nè. Một bước chân thôi. Không nghe được tiếng máy nổ luôn. Mà đặc biệt nha. Cái đời bô M2 này nè. Là cái bô cực kỳ ấm luôn anh chị. Cái bô nó ấm hơn bô 1985. Đó là quan điểm cá nhân của em. Em nghe em thấy được là bô M2 nó ấm hơn bô 1985 nhiều. Còn bô 1985 á, thì nghe tiếng nó sẽ thanh hơn. Nó không có được ấm ha. Đó anh chị nghe không? Găng ti mà từng tiếng luôn. Cục máy thì thầm em ru luôn. Không biết là xe đang nổ máy. Máy rất là nhẹ anh chị. Anh em nào mà từng đi rim Thái mà con xe Zin mà đời 201 gắn bô M2 á, cái đời này là bô M2 nha. Bô M2 á, anh em thử phải cảm nhận thử coi hai chiếc xe gắn bô 1985 với bô M2 lúc nào bô M2 gắn nổ cũng ấm hơn không? Ngọt nói có đúng không anh em? Rồi, bây giờ Ngọt sẽ tắt máy ha. Tắt máy xong Ngọt vô Ngọt báo giá ha. Rồi bây giờ em sẽ vô cái phần quan trọng là em báo giá. À, em nhắc lại nha, cái xe mà mình đang bán cho chị ngày hôm nay nè là Honda Rim Thái tem lửa, số máy là 82 đầu, tức nghĩa là đời 201. Chất xe ngày hôm nay em bán cho anh chị là chất xe thuộc dạng xe khá, đủ để anh chị chơi sưu tầm luôn rồi nha. Nước sơn zin, tem zin, mình sườn zin, máy móc là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, đồ zin theo xe tất cả là còn đầy đủ hết. Hai chìa khóa là còn ha. Cái xe này là còn cái bộ đồ nghề theo xe luôn nha anh chị nha. Nhưng mà em gỡ cái hộp đồ nghề ra, em cất em bỏ ở nhà rồi. Để em quay ở trong ở dưới cái yên cho anh chị coi đó. Rồi, kiếng zin theo xe là đủ một cặp nè. Rổ zin theo xe là còn cực đẹp luôn, bẩn zin theo xe cực đẹp luôn anh chị. Đó, hồi nãy đầu clip em có giới thiệu rồi ha. Rồi, thì ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với em, là kênh YouTube của em đạt được mốc là 60.000 người đăng ký, cho nên em sẽ bán cái giá gọi là tri ân khách hàng, đáp lại cái tấm chân tình của anh chị. Rồi, ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị cái xe này một cái mức giá phải nói là dễ mua, dễ chơi. Đó, hôm nay Ngọt bán cho anh chị xe này với giá là 75 triệu thôi anh chị. Thật sự cái giá này coi như là mình bán là không có lãi suất luôn anh chị. Đó. Với lại á, em mua của chủ xe này nè, đó, cùng xe cùng chủ với con Full Nail á, em mua một lần là 4 chiếc anh chị. Cho nên á, mình mua được giá tốt là mình sẽ bán được giá tốt cho chị ha. 75 triệu anh chị. Nguyên con xe vậy nè, 75 triệu. Thật sự lâu lâu mới có một lần ha anh chị ha. Anh chị nào yêu mến liên hệ cho em nha. Số điện thoại của em là 039 339 9939 nha. Cái giá 75 triệu là không bao gồm cái chi phí rút hồ sơ hay chi phí vận chuyển xe nha anh chị. Anh chị có nhu cầu mà rút hồ sơ hay vận chuyển xe cộng thêm phí vô cho em nha. Tại vì cái giá này em bán là quá bèo rồi anh chị. So với một cái dòng rim Thái tem lửa mà nước sơn, đồ đạc, máy móc nguyên zin như vậy, 75 triệu thì quá là bèo rồi anh chị. Anh chị mua liên hệ em nha. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều ha.